Sợ lên luôn, lên. Cánh thẳng này. Cái bộ sáo của nó là gì đây? Bộ sáo này sừng trâu. Sừng trâu à? Wow. Nhưng mà âm nó là âm gì? Âm chuông này. Chuông à? Con này chắc chỉ 1,5 m thôi nhỉ? Vâng. Cánh thẳng 1,5 m. Đây các bạn nhìn này. Quả chuông sừng trâu này. Đó. Sừng trâu này liệu lên có đọ được mấy con bò kia ở trên không? Không à? Từ từ các cho lặng á. Chạy đuôi phần phật luôn. Các bạn nghe thấy quả chuông sừng trâu nào, được không? Úi dồi. Thế cần quận. Giờ trắng là chuông gì? Con ếch này là hơi lệch một tí. Giờ kéo xuống để chỉnh lại một tí xong rồi giờ lại thả tiếp các bạn nhé. Hôm nay vừa mới mưa xong đấy. Nên là đem đi thả chơi. À, đừng có bổ. Ôi, xuống ruộng chuối rồi. Xuống nhãn đây. Bây giờ chui vào kiểu gì? Vào đâu? Đây, chỉnh lại một tí cái cánh một tí cho nó cân thôi. Ôi dồi ôi. Đâm luôn được không? Đấy. Trời đâm rất là dị. Ai chà, đứng hẳn lên trên ngọn nhãn để đâm diều. Pha đâm diều 102 này các bạn. Thần thì đâm xong một phát này. Đặng dây ra. Đó đang to đấy. Cẩn thận nha. Chạy đi. Xả lên luôn, lên. Pha đâm diều có 102 này các bạn. Lên chưa? Ok rồi đấy. Sao đây? Trung ơi. Cánh bên kia lại xa quá rồi. Đó, ra ngoài này cũng được. Cho lên ra ngoài này. Đây luôn. Đẹp luôn rồi. Cân rồi đấy. Ơ ơ ơ. Sao lại thế? Cầm dây diều này nó cũng như cầm dây diều kia đâu. Thế hơn à? Ui dồi ôi. Khó hơn nhiều. Khó hơn à? Cái này phải giật đúng không? Đây. Hai cái chấm nhỏ nhỏ. Ok thôi rồi. Đấy, phủ che đi tí cho nó. Còn nó đỡ nhìn thì dây. Ngụy trang. Ok. Video tạm dừng thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Ok, bye bye.